Ok, xin chào tất cả anh em. Đây là Huawei MatePad SE, một cái phiên bản rút gọn của chiếc Huawei MatePad, và nó dự kiến được bán chính hãng tại Việt Nam với cái mức giá là khoảng 5 triệu đồng. Thì đây rất có thể sẽ trở thành một chiếc tablet dành cho gia đình, hoặc là những phụ huynh chúng ta có thể mua chiếc máy này để cho con em chúng ta học tập cũng như là giải trí, đặc biệt là những em nhỏ dưới 3 tuổi. Bởi vì cái chiếc máy này nó có những cái công cụ rất là trực quan để giúp cho chúng ta có thể kiểm soát được cũng như là theo dõi được những cái nội dung mà nó hay xem. Ngoài cái chiếc Huawei MatePad SE này ra thì trong tầm giá 5 triệu đồng thì mình còn thấy được một cái đại diện nữa, đó chính là Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Nhưng mà so với lại cái chiếc máy đó, với Huawei MatePad SE, thì mình thấy rằng cái chiếc máy tính bảng của Huawei này có nhiều điểm vượt trội hơn. Bởi vì xét cho cùng, ngoài cái việc là hỗ trợ Google và những cái dịch vụ Google ra, thì cái chiếc máy tính bảng của Samsung nó có nhiều điểm thua thiệt so với lại chiếc MatePad SE này. Và cái điểm đầu tiên đó chính là về màn hình. Chiếc Huawei MatePad SE sẽ có màn hình kích thước lên đến 10,4 inch với cái độ phân giải 2000x1200 điểm ảnh. Cả hai cái điểm này, cả kích thước cũng như độ phân giải, nó đều sẽ vượt trội so với lại Galaxy Tab A7 Lite. Nhưng mà trong cái tầm giá này thì anh em cũng không có quá là mong chờ về một cái màn hình nó thực sự xuất sắc. Nó vẫn có được một chất lượng hiển thị rất là ổn, đặc biệt là màu sắc, bởi vì mình thấy màu sắc trên cái chiếc Huawei MatePad SE này nó khá là tươi và nó khá là đẹp, nó không có bị nhợt nhạt. Đây là cái tình trạng chúng ta thường sẽ hay gặp với những chiếc tablet trong tầm giá khoảng dưới 5 triệu đồng chính hãng. Nhưng mà với Huawei MatePad SE này thì mình không bị cái tình trạng là màu sắc nó bị nhợt nhạt trên cái màn hình này. Và ngoài ra thì kích thước lớn cũng sẽ giúp cho chúng ta theo dõi được nhiều nội dung hơn, chúng ta xem được nhiều thứ hơn, thì đây là cái điều dĩ nhiên. Ngoài màu sắc, ngoài cái độ phân giải và ngoài kích thước màn hình, thì cái chiếc máy tính bảng này nó còn một vài cái tính năng để giúp cho cái mắt của chúng ta nó không bị điều tiết quá nhiều, và nó sẽ hạn chế trong cái việc là gây ra những cái bệnh lý về mắt. Đó là cái tính năng giảm đi ánh sáng xanh cũng như chống nhấp nháy, và nó sẽ bảo vệ cái mắt, nhất là trẻ nhỏ. Bởi vì con trẻ nó chưa thể nào có được cái ý thức để sử dụng một cái thiết bị công nghệ như là người lớn chúng ta được. Bởi vậy cái việc mà bảo vệ sức khỏe cả tinh thần lẫn thể trạng của trẻ nhỏ, ngoài những cái sự hỗ trợ của thiết bị công nghệ, thì nó cũng kể cần đến cái ý thức của những bậc phụ huynh nữa. Và chính vì vậy mà Huawei họ đưa đến một tính năng rất là hay dành cho con trẻ, đó chính là Kid Corner. Kid Corner nó là một cái không gian thứ hai riêng biệt ở trong cái chiếc máy tính bảng này, và nó đặc biệt là dành cho trẻ em. Và khi mà anh em vào cái Kid Corner, hay là anh em cho con em chúng ta sử dụng cái Kid Corner, thì cái đầu tiên anh em thấy đó chính là về cái giao diện của nó. Nó rất là vui tươi, nó rất là trẻ trung và nó có rất là nhiều màu sắc. Ngoài ra chúng ta có thể thiết lập cái mã pin để quản lý cũng như là để tránh cái tình trạng là con trẻ chúng ta thoát ra khỏi cái Kid Corner này. Ngoài ra thì Kid Corner nó cũng sẽ có một cái kho nội dung riêng và nó sẽ không liên quan gì đến cái kho nội dung mà người lớn chúng ta đang sử dụng. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có tính năng giảm ánh sáng xanh như mình đã chia sẻ. Và đặc biệt là hai cái tính năng mình rất là thích ở trên cái Kid Corner này. Thứ nhất là cái việc nó sẽ vô hiệu hóa cái chiếc máy tính bảng này khi sạc máy và đang ở trong Kid Mode. Cái điểm này nó sẽ bảo vệ an toàn cho con của chúng ta. Thứ hai nữa đó chính là việc mà nó sẽ nhận biết được khi mà trẻ em đang sử dụng máy trong cái môi trường rung lắc mạnh. Ví dụ như là vừa dùng máy mà vừa ngồi trên xe chẳng hạn, thì máy nó cũng sẽ phát hiện cảnh báo, bởi vì cái điều này nó sẽ không tốt cho mắt của trẻ nhỏ. Và thứ hai nữa là cũng sẽ không tốt cho cái tiền đình của nó. Ngoài ra thì Kid Corner nó còn sẽ có một cái không gian riêng để cho con trẻ sáng tạo với một cái bảng vẽ riêng nè, và một cái trình camera riêng để cho nó có thể chụp hình hay là quay video gì đó tùy theo cái sở thích của nó. Hình ảnh và video của người lớn nó sẽ không hiển thị trong Kid Corner, thế mà cái hình ảnh hoặc là cái video nào đó mà con trẻ chụp nó sẽ hiển thị trong cái thư viện chung. Cái điều này sẽ giúp cho phụ huynh chúng ta dễ dàng quản lý hơn, mà không phải vào Kid Corner để có thể xem là nó chụp gì hay là nó quay gì. Hơn nữa thì phụ huynh chúng ta cũng có thể chọn lọc những cái nội dung trong cái thư viện ảnh của chúng ta, ví dụ những hình ảnh về gia đình nè, hay là những cái video về phim hoạt hình nè, thì chúng ta có thể cho phép nó xuất hiện ở trong Kid Corner để cho con trẻ chúng ta có thể theo dõi về những cái nội dung đó. Còn lại là những cái tính năng như là quản lý thời gian sử dụng nè, hay là quản lý thời gian nghỉ ngơi, thì nó cũng sẽ như bao cái chiếc tablet khác. Nhìn chung á, Kid Corner nó là một cái tính năng mà mình đánh giá rất là cao ở trên tablet của Huawei, đặc biệt là trong cái tầm giá này. Thì rõ ràng là con trẻ chúng ta sẽ an toàn hơn trước những cái nội dung không lành mạnh hiện tại đang tràn lan ở trên Internet. Thế nhưng mà chiếc tablet này nó không chỉ dành cho con trẻ đâu, bởi vì nếu nó là một thiết bị dành cho gia đình, thì ngoài con trẻ ra thì trong gia đình chúng ta đôi khi chúng ta còn những người lớn tuổi nữa. Thì Huawei MatePad SE có một cái chế độ gọi là Senior Mode, thì cái chế độ này nó sẽ thích hợp cho người lớn tuổi, bao gồm khả năng thu phóng hiển thị của màn hình nè, rồi về cái độ nhạy cảm ứng nè, rồi về một vài tính năng khác nữa đặc biệt dành riêng cho người lớn tuổi. Bởi vì
ông bà chúng ta hay là những cái người già họ không thể nào học nhanh được và không thể nào mà có thể tiếp xúc được những cái thiết bị công nghệ này và họ rành hết tất cả mọi cái thao tác chỉ trong một thời gian ngắn được. Vậy thì cái senior mode này nó sẽ giúp cho những người già, những người lớn tuổi họ có thể làm quen với chiếc máy này nhanh hơn. Đó là những cái tính năng nổi bật ở trên Huawei Mate 3 SE. Vậy thì ngoài những cái đó ra, cái chiếc máy này còn cái gì nữa? Thì đó chính là về cái thiết kế của nó. Anh em có thể thấy là phần lớn Huawei Mate 3 SE nó sẽ được hoàn thiện bằng kim loại, tức là bằng nhôm. Chỉ có cái khu vực mà ở trên gần camera này thì nó là bằng nhựa thôi, để bởi vì nó sẽ để những cái thành phần anten để bắt sóng. Bởi vì cái chiếc máy này có hỗ trợ khe gắn SIM. Và ngoài cái việc mà chúng ta sử dụng Wi-Fi thì chúng ta có thể sử dụng 4G để trong những cái trường hợp mà nhà cúp điện chẳng hạn thì chúng ta vẫn có thể dùng được cái chiếc máy tính bảng này. Và chúng ta sẽ có một cái camera sau với độ phân giải là 5 megapixel và một cái camera trước với độ phân giải là 2 megapixel. Và cái camera trước này nó thú vị ở chỗ là nó có thể nhận diện mở khóa bằng khuôn mặt, thì tất nhiên là nó chỉ là 2D thôi, nhưng mà chúng ta có thể mở máy ngang nè hoặc là chúng ta có thể mở máy dọc đều được, thì đây là một cái điểm tiện lợi so với lại những cái đối thủ khác của Huawei. Tiếp theo là về trọng lượng cũng như là về khả năng cầm nắm thì mình đánh giá là ổn. Bởi vì trọng lượng của chiếc máy này là 440g, cũng gọi là khá là lý tưởng để có thể cầm nắm dùng trong một thời gian dài. Nhưng mà những chiếc tablet Android nó luôn bị cái tình trạng đó là cái tỷ lệ màn hình. Như là cái chiếc Mate 3 SE này thì nó sẽ có cái tỷ lệ là dài và cái chiều ngang. Thì thường tablet Android nó sẽ có cái tỷ lệ đó là 16:9 hoặc là 16:10. Cho nên là cái việc mà anh em cầm ngang và cái việc mà anh em cầm dọc nó sẽ đem lại một cái trải nghiệm sử dụng nó rất là khác. Chứ nó không giống như là iPad. Một cái tỷ lệ nó gần vuông thì anh em cầm chiều nào thì nó cũng sẽ gần như là tương tự nhau thôi. Ngoài ra thì Mate 3 SE chúng ta cũng sẽ có hai loa stereo được tinh chỉnh bởi Harman Kardon, và đặc biệt là Huawei có nhắc đến cái công nghệ và những cái tính năng mà họ tích hợp vào đây, đó là công nghệ Houston 8.0. Thì nó sẽ bao gồm một vài cái tinh chỉnh để cho cái việc chúng ta nghe hay là chúng ta đàm thoại nè và chúng ta thu âm nó sẽ được tốt hơn. Mặc dù ở trên chiếc máy tính bảng này chúng ta sẽ có 4 cái lỗ giống như là loa, nhưng mà thực sự là chúng ta sẽ chỉ có 2 loa mà thôi chứ không phải là 4 loa. Và cái âm lượng của nó rất là to, rất là rõ. Thì đây là cái điều quan trọng trong một chiếc tablet trong cái tầm giá là 5 triệu đồng. Thì thực sự là trong tầm giá này thì cũng không muốn nói về cấu hình của tablet lắm đâu, nhưng mà nó có một cái điểm rất là hay, đó chính là chiếc máy này có cấu hình mới hơn so với lại Galaxy Tab A7 Lite đang được bán. Cụ thể hơn thì chiếc máy này đang sở hữu nền tảng là Qualcomm Snapdragon 680, RAM là 4GB và bộ nhớ trong là 64 hoặc là 128GB. Thì với cái phiên bản 64GB đó nó sẽ được bán với giá là 5 triệu đồng đó. Còn với phiên bản 128GB thì nó sẽ được bán với mức giá là khoảng 6,3 triệu cộng với lại cái khả năng kết nối LTE nữa. Về pin của chiếc máy này thì nó có dung lượng pin là 5000 mAh và nó sẽ hỗ trợ sạc thông qua cổng USB-C với cái công suất là 10W. Và ở bên trong hộp khi mà anh em mua cái chiếc tablet này, chúng ta cũng sẽ được tặng cáp và tặng sạc luôn, nên là chúng ta không phải lo về cái việc là đi tìm những cái bộ sạc bên ngoài nữa. Về phần mềm thì chúng ta sẽ có hệ điều hành Harmony OS 3.0. Nó sẽ có một vài cái sự tinh chỉnh mới, một vài cái sự thay đổi trong giao diện. Cái điều quan trọng của Harmony OS đó chính là về ứng dụng. Thì chúng ta sẽ có cái kho ứng dụng là App Gallery. Và ở trong này chúng ta vẫn có thể cài được những cái ứng dụng Android một cách rất là bình thường qua cái kho của chính Huawei hoặc là qua những cái kho bên thứ ba, tức là chúng ta tải cái file APK về và máy sẽ tự động cài đặt cái ứng dụng đó. Và đặc biệt là những cái ứng dụng Google thì chúng ta vẫn có thể cài đặt được và sử dụng được ở trên Huawei Mate 3 SE. Ngoại trừ một vài những cái ứng dụng mà nó cần đến cái dịch vụ của Google, ví dụ như là Google Maps chẳng hạn, hay là cái ứng dụng ví dụ như là Shopee Food mà chúng ta đặt đồ ăn đó, thì cái map của cái Shopee Food đó nó sử dụng cái nền tảng Google Maps thì chúng ta sẽ không hiển thị được. Nhưng mà ứng dụng Grab thì nó lại sử dụng rất là tốt, bởi vì Grab họ hợp tác với Huawei để họ phát triển một cái ứng dụng dành riêng cho những thiết bị của Huawei, cho nên là và họ cũng sử dụng một cái hệ thống bản đồ riêng, và vì vậy mà ứng dụng Grab nó hoạt động một cách hoàn hảo ở trên những thiết bị của Huawei. Chung quy lại với Huawei Mate 3 SE thì chúng ta có được những cái tính năng rất là hay, và đặc biệt là mình thấy rằng là họ rất là tập trung vào những cái đối tượng người dùng của gia đình, và đặc biệt là những cái đối tượng người dùng mà nó họ không quá rành về công nghệ. Thứ nhất là trẻ em, thứ hai là người già, thì Huawei đều sẽ có những cái tính năng riêng dành cho hai cái đối tượng người dùng đó. Và đặc biệt là trong cái tầm giá khoảng từ 5 triệu đồng đổ lại
thì chúng ta khó có thể tìm ra được một cái chiếc máy tính bảng nào mà được trang bị nhiều nè, và cấu hình nè, và tính năng nè, và về đặc biệt là về cái thương hiệu như là Huawei. Ok, đó là những cái chia sẻ của mình về Huawei MatePad SE. Thì đang nghĩ sao về chiếc tablet này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới. Và nếu như em có lời hay, đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Tinh Tế. Và mình là Gia Huy. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.